Trời thấm này làm gì ngồi nói gì trời. Làm gì em? Ông coi thằng nào bắt dịch, thằng nào bắt dịch nó bỏ cục này vô chai đông rượu của tôi nè, rồi giờ hết chai còn có con chai một đấy đông rượu mà bỏ vô vậy, rồi sao đông rượu ra bán cho người ta đây Móc ra đi, kiếm cách móc ra coi làm đó, sao. thấy chưa, tôi họ tay vô thì được rồi đó, mà cái cục này nó bự hơn cái chai sao móc nè. Đó, có thằng nào Ai chị ác bà thò bỏ cái đó vô cũng thấm được trời. ông không Ai rảnh đâu khùng như tự nhiên bỏ nhà vô này trời. có mình anh ông phá chứ không ai phá chứ. Trời ơi khùng tự nhiên ai bỏ vô, biết bỏ rượu mà ai bỏ vô lấy chai của bà chứ trời. Chứ không ông là ai, thằng nào mà rảnh mày được thọt cái cục này gì tôi cũng biết mà bỏ vô chai chơi vậy nè, Ai tôi biết nói đâu đứa không, nít là nó phá rồi sao tôi biết đâu. tôi móc nãy giờ không được luôn, Cắt cái chai đi. cắt rồi lấy gì còn con chai một đông rượu bán cho người ta hả? Thì bà bán kiểu như bán lít gì đó, đem nguyên cái nửa cái chai cho người ta luôn. Nói với ông nãy giờ tôi đâu ngồi móc cái cục này ra, cục này cục gì đứa nào Móc ác sớm thì giờ hả? nè, nó chỉ vừa ngón tay tôi thôi mà sao mà nhét được cái cục này vô, rồi giờ sao lấy ra đó, tôi ngón tay tôi bự hơn chai nữa còn sao đó, tôi móc cái bài định tới cái đít gì đó, móc cái bài định tới cái đít gì đó thì nói không mua chai mới đi, mua chai Pepsi rồi uống hết rồi tôi cho cái chai mới cho bà đang rượu bán. Rảnh quá em, rồi ngồi uống chừng nào mới hết cái chai Pepsi đó. Thiệt tình chứ. Lắc mạnh nó ra không? Cục 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 nó ra không? Cái đe đâu nè? Đó. Trời ơi trời, nào chứ ác đi hóc dữ rồi chứ. Mệt thiệt chứ, chắc nghỉ bán rượu luôn quá. Mệt quá à. Ông có cách nào làm cho nó ra không? Ngồi nó cười hoài đi. Ai biết tôi thấy bà làm vui á, tôi cự ông hồi sáng cái chai đầu ông bây giờ nè, hồi sáng cái chai đầu ông bây giờ nè, hồi sáng cái chai đầu ông bây giờ nè. Vậy chứ sao giờ tôi cũng biết cách đâu, bà tự xử rồi chứ. Mấy giờ bà lấy cái cây rồi chọt chọt nó ra không? Cái cây hả? Ừ. Còn ngón tay thì chọt không ra, sao cái cây chọt ra được? Ừ ha, lấy cái cây chọt nó cũng bự hơn ha. Mà cái cây tôi ngón tay tôi cũng móc được rồi, cái cây nó thẳng băng rồi sao móc nè 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 đó vậy sao ra đó 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 ơi, đó ơi. Mình sao ta phát sao lỗ phát lỗ móc ra phát đâu mà phát lỗ thì nó lủng mẹ trai rồi. Bây vậy giờ mà cũng tôi có không cách cho rồi. Bà lấy nè, làm cái gì, bây giờ lấy cái bọc đi, cái bọc chi vậy, lấy ra ghê chứ, lấy bọc lấy ra, cái bọc sao lấy ra được thiệt thì không nha, tôi vô lấy bọc nha. Vô lấy bọc đi, có bọc mới lấy được thôi chứ không có bọc là không lấy được. Vậy tôi nghi nghi cái này là ông làm chứ không phải đâu, tôi đâu có làm. Vậy tôi nghi nghi cái này là ông làm chứ không phải đâu, tôi đâu có làm, rảnh là tôi làm cái chuyện là trời rồi này, thì vô lấy bọc đi. Nha ra ngoài đi, đưa tôi làm gì trời. Nha gió quá trời gió luôn rồi, gió còn hơn ở Đà Lạt nữa. Rồi làm gì? Rồi bà xe là coi. Xe cái bọc lại hả? Đúng rồi. Xe tròn 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 lại. Xe cái gì trời? Xe nhỏ là đây. Rồi. Vậy. Rồi. Tôi chỉ ngắm rồi. Thì xe tròn gió lại rồi giống như cái bánh cuốn vậy. Xe là hình tròn gió như giống như bánh chén nha, bánh chén. Nếu mình ăn bánh tráng nha, ăn uống cái gạnh lắm, giỏi lắm, ừ ăn uống giỏi lắm. Y hệt luôn hả? Ừ thôi khỏi lấy ra làm gì làm. Rồi làm gì đó? Chỉ mà ngồi ăn uống nghe, ăn uống cũng muốn ăn liền hả? Ăn thịt tôi không? Không, không ăn chén rồi. Vậy xe rồi chưa? Nữa. Chai rồi, bà bỏ vô cái chai đi, lấy lụm chai bỏ đây coi. Bỏ vô đây hả? Ừ, xe nhỏ là bỏ cho thẳng vô coi. Tôi chỉ vào cách này mốt tự biết lấy nha, lỡ nó lọt cái gì cho không lấy ra nha, nó ngủ mà không biết cách lấy cái ấy gì vậy. Đúng rồi đó, đúng rồi đúng rồi cái gì nhận mắt cự trời có gì hết biết chứ. Rồi đúng hết cái bọc luôn hả? Ừ rồi, được chưa? Đúng hết luôn. Rồi đúng rồi, rồi nghiêng cái chai xuống rồi bà hỏi cái bọc ơi, mà đút cái mỏ ơi, đút hết luôn hả? Ông cứ hỏi ông hết không? Ừ. Rồi bà chờ lên chút, mà thổi bọc bự lên, quay quay cái thổi, quay đít bự lên, quay đít lên trời. Cái đít lên trời. Ừ, rồi nó rất đó rồi, thổi mạnh bự lên.
thử lên. Không có thử gì đó, đâu. Giờ họ đứng đứng cái tay là để giờ làm chút. Ừ. Rồi. Kéo một chút xuống chút được. Ừ. Rồi 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 thở đi, thở đi. Hạnh với một đó, sao mà không hỏi bà hút chưa không vậy? Hỏi hút chưa một. Hạnh cái lỗ này ra đây. À, hỏi vô cái lỗ này hả? Cái này hỏi vô đó. Đây, hỏi vô cái chai không chết ra có được đâu. À. Ai không biết. Rồi rồi lên thôi, cho cái chai cái chứ hơi thôi. Rồi. Rồi đứng lên nha. Rồi hỏi đây, không Hạnh vô. Sao không được ta? Sao không được. Hạnh với một ra. Tôi thổi toàn là nó vô cái chai. Trời quá, ta thì sẽ chỉ tới đó không biết tiền thổi này. Rồi quay cho cục kia xuống thôi thổi quay kia kia. Đúng rồi, rồi đứng ngó anh thổi. Dựng đứng ngó anh thổi. Hết chưa, bự hết đốc chưa. Rồi rồi, bự hết đốc rút rồi đi. Thổi rồi. Đây là chỉ ra, rút rồi. Thổi rồi. Rồi xay lại, xay ngay cục đó. Xay. Rồi, không có, rồi rút ra đi, rút ra đi. Rút ra. Rút bọt từ từ ra. Nắm ngay chỗ nó nè, nắm ngay chỗ nó nó. Ừ, kéo từ từ xuống, rồi kéo mạnh xuống. Mạnh lên. Mạnh lên. Từ từ thôi. Ừ. Ghê không, ghê không. Ê, giả luôn. Ê, giả. Tin nào không tin rồi, nhét rồi làm lại. Ôi trời. Sao kỳ vậy, tội ra được hay vậy. Ghê rồi chứ gì đâu, nhét rồi thử làm lại thôi. Bây giờ mình nhét lại rồi mình lỡ lấy ra không được rồi sao? Được, mới nhét được, làm lại cho mọi người coi thử coi. Rồi giờ mình nhét cái cục mình vô. Ờ, nhét lại ra. Sao nhét vô nãy, anh chơi ngu quý trời, nhét sao vô mà vượt vô được hay vậy? Mạnh lên. Nhét không vô luôn hả, sao vượt ra được. Rồi. Rồi bỏ bọc làm lại nãy coi thử coi được không? Làm lại nha. Ờ, đúng thôi, cái này mới nói hên thôi, không hên đâu, này thiệt á. Biết cách làm không? Ừ. Xay cái bọc thôi, xay dài ra, cuốn mình không cuốn, nhớ chữa cái lỗ hồi thổi nha. Đầu tiên hay làm sai sai rồi đó. Ai biết đâu. Rồi bỏ vô đi. Rồi tới đó cũng được rồi. Chút nữa cũng được, chút nữa cũng được. Rồi đây đây, tới đó thôi, rồi rồi. Chừa lỗ đi, thành lỗ ra. Đúng rồi, và thông minh hơn rồi đó. Làm sao mà tôi biết được. Phải làm lần thứ hai mới biết được chứ. Rồi dựng cái chai lên. Có lỗ chưa không biết nữa nè. Có rồi đó, dựng chai lên đại đi. Dạ. Anh lên cố lên. Rồi được rồi, bự chưa, rồi bự rồi, rút ra đi. Dựng đứng cái chai mới rút nha. Rồi rút ra đi. Vậy ha. Lựa ngay chỗ của nó, rút. Ừ. Rút xuống. Rút xuống, đúng rồi. Đúng rồi. Ê. Ê. Ra mẹ ra mẹ. Thấy gì trời. Hay không. Đấy. Lại hại cái gì. Sao không biết được nhỏ hay vậy? Sao lấy cái bọc, lấy bọc thôi hả? Ờ, chứ lấy cái bọc thôi đấy, cái vật thể trong cái chai ra được đó. Mắc kẹt cái gì mà lấy ra được cũng được chứ. Trời ơi, sớm giờ tôi ngồi tôi móc. Móc quá trời móc luôn mà không có ra được luôn. Tôi lấy tại tôi móc cái nó búng lên tới đứt trời. Móc cái búng lên tới đứt trời, không ra luôn. Thấy tôi hay không? Hay vậy. Đúng rồi, tôi mà. Ồ, có chai đông rượu rồi, cảm ơn ông nha. Cái ngồi thử cho một chai rượu luôn đó. Thử cái đầu của ông chứ thử. Xong tôi chỉ mà lấy ra. Không không. Công giờ tôi quýnh ông công luôn giờ tin không. Tôi hay dữ trời. Cái cục này thiệt liền luôn. Chơi chơi nãy tôi bỏ vô á. Tôi thử rồi bà lấy được không. Thật sự bà lấy không được thiệt. Ông rảnh quá ha. Cái chai của người ta đông rượu mà ông lấy ông bỏ thì hộp gì ạ. Thằng tôi chỉ sẵn tôi chỉ cho bà. Cái mẹo bà lấy ra đó. Với tôi chỉ cho mọi người luôn nè. Thấy không. Ông thấy mặt tôi hay không. Hay hay. Hay. Hay thôi. Quá trời, hay cái chai của người ta. Thôi lấy được rồi thôi. Nhưng mà cũng hay ha. Công nhận chỉ cần bỏ gì ra cái mình lấy cái bọng ni lông cái mình làm y gan vậy mà. Ờ đúng rồi, vậy mới hay chứ. Công nhận hay vậy. Nói chung là clip này tụi mình cũng nói về cái cách mà để lấy những vật thể mà khó mà mắc kẹt trong cái chai thì cái gì mà cái thể tích bên trong nó bự hơn cái thể tích miệng này đó. Bự cũng vừa phải, chứ bự quá đáng cũng không lấy ra được đâu. Nói chung nhét cho được lấy. Ờ nhét như đâu được là lấy ra được đó. Thì clip mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì mấy bạn là thấy hay thì nhớ ấn cho mình một like nha. Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.